Trúc Mai. À không, con gái. Dạ. Đứa con gái mà chị đã sinh ra hơn 20 năm trước, tưởng chết rồi, nhưng mà đứa bé đó, con gái của chị, nó là Hoa Phương. Xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VION. Hơn 30 năm rồi, chị vẫn còn nhớ sao? Sao chị có thể quên được chứ? Đây là nơi mà chị đã được sống những ngày tháng cuối cùng với mẹ ruột của mình. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ. Con mang đồ ăn về rồi nè mẹ. Mẹ ráng ăn nha mẹ. Lúc đó, chị và mẹ đã đi được một quãng đường dài. Chị không thể chịu đựng được nữa, mẹ, nên đã trốn ở trong nhà kho của ngôi am này. Bác đã mất trong nhà kho đúng không chị? Không phải. Nếu mẹ chị qua đời vào lúc đó, chị đã không căm ghét bà ấy như bây giờ. May mắn lúc đó có sư cô xuất hiện và đã cứu mạng bà ấy. Mẹ. Nhưng chị nói sống những ngày cuối cùng với mẹ mà. Mẹ ơi, đây là đâu vậy mẹ? Con nghe mẹ nói nè. Nếu như con đi theo mẹ á, thì trước sau gì con cũng sẽ bị bắt lại thôi. Cho nên con hãy ở lại đây nha. Không, con muốn đi với mẹ. Con nghe mẹ dặn. Nếu như có ai hỏi, thì con cứ nói là con không cha không mẹ. Con cũng không nhớ tên tuổi, họ hàng quê quán gì ở đâu hết. Con nhớ chưa? Đi. Không, mẹ đừng
Đi vô trong đi con. Đi đi. Con muốn đi với mẹ. Không được đâu. Đi đi con. Đi vô trong. Nghe lời mẹ. Đi đi. Đi đi con. Đi đi. Đi đi. Đi. Đó chính là cách mà mẹ ruột của chị đã từ bỏ chị. Từ đó chị chưa lần nào gặp lại mẹ. 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 Chị đã chờ đợi mẹ suốt một thời gian dài. Chị vẫn tin có một ngày mẹ sẽ quay lại đón chị. Nhưng đó là ngày cuối cùng chị nhìn thấy bà ấy. Vậy là chị đã sống trong mái ấm cho tới khi chị lớn lên. Chị vẫn tin sẽ có một ngày mẹ quay về tìm chị. Nên chị đã cố gắng làm theo lời mẹ dặn. Chị đã quên hết mọi thứ thuộc về Nguyễn Minh Khuê. Và bắt đầu sống với một cái tên mới, Nguyễn Thi Anh. Cho đến năm 19 tuổi. Vậy là sau khi chị sang Hàn Quốc, chị đã đổi tên thành Anh Thư. Thật ra trước khi qua Hàn Quốc chị đã đổi tên rồi. Có phải liên quan tới chuyện phải xóa bỏ quá khứ nên chị mới phải đổi tên rồi mới sang Hàn Quốc đúng không chị? Đúng vậy. Đó là vì con gái của chị, đứa bé bất hạnh vừa sinh ra đã bị ba nó cướp khỏi tay chị. Chị phải rời bỏ nơi này và hy vọng sẽ tạm quên được con gái của mình. Bây giờ thì em đã hiểu động lực để chị nhất định phải thành công là gì. Chị biết không, em đã cầu mong cho cuộc sống của chị sau này sẽ luôn bình an và hạnh phúc vì chị xứng đáng có được nó mà. Nhưng mà phải có lý do gì thì chị mới quyết định kể cho em nghe hết những chuyện đó chứ, đúng không chị? Bởi vì chị muốn nhận được sự đồng cảm từ em. Chị hy vọng em sẽ không ghét chị hay phán xét chị. Em hiểu mà. Dù mọi người có phán xét chị thì em cũng không nằm trong số đó đâu. Em nói thật lòng phải không? Chị đã sống trong đau khổ suốt nhiều năm, đã trả giá cho sai lầm của tuổi trẻ. Bây giờ chị xứng đáng có được hạnh phúc, có đúng không? Chị chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Tất cả những gì mà chị khao khát bây giờ chị đều có. Chị không còn tủi hổ, cô độc hay tuyệt vọng như trước đây nữa. Thật sự chị rất muốn giữ được hạnh phúc của hiện tại. Chị nói vậy là sao? Một lần cuối cùng này thôi, chị phạm sai lầm với em có được không? Lỗi gì vậy chị? Chúng mày à? Không, con gái. Dạ. Đứa con gái mà chị đã sinh ra hơn 20 năm trước tưởng chết rồi, nhưng mà đứa bé đó, con gái của chị, nó là... Dạ xin lỗi. Có chuyện gì vậy ạ? Có khách chờ hai cô ở bên ngoài. Dạ.